dưới nickname Subgirl và NY152, Kathleen Kelly và Joey Fox thổ lộ mọi thứ cho nhau, ngoại trừ tinh thần, cho đến khi. May I ask who you are? Kathleen Kelly. I cannot believe that you are speaking to Joe Fox. Joe Fox? Joe Fox. F-O-X. F-O-X. Amazing, you can spell Fox. We are an American family. Đón xem bạn có email phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2011 trên Today TV.